tin buồn. Không, không phải tin buồn gì cả. Như cái tiêu đề của video ấy, iPhone đến tận năm 2025, tức là đâu đó phải khoảng iPhone 17 thì chúng ta mới có những con chip 2 nanomet và sẽ chậm chân hơn so với Samsung. Thì đó, đi vào video. Liệu rằng có cần phải lo lắng không nhỉ? Ok, trước khi đi vào video thì đây là những cái thông tin mình mới có đọc được và mình muốn chia sẻ với các bạn thêm về những cái quan điểm cá nhân của mình nhá, về việc là chip Android, chip của điện thoại Android cạnh tranh với chip Apple hay là cơ hội của cả hãng Android ra sao. Còn hiện tại thì chúng ta đều biết là những mẫu iPhone 13 Pro Max bây giờ chạy A15 Bionic thì đâu đó nó vẫn là một cái gì nó rất là ngon với những người dùng, khoảng đại đa số người dùng, trừ các bạn game thủ chơi game hardcore để mua gaming phone thôi. Thì đó, mình sẽ để một đường link ở dưới phần mô tả video. Nếu mà các bạn thích những mẫu điện thoại như iPhone 13 Pro Max thì có thể click để tham khảo ngay tại Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính hãng của Apple. Hiện tại giá của một chiếc 13 Pro Max VNA 128GB là còn khoảng 29 triệu đồng mà thôi. Ngoài ra thì sẽ có những chương trình như là thu cũ lên đời hay là trả góp 0% nữa. Nói về iPhone và những con chip của nó thì luôn luôn là một cái chủ đề mình rất thích chia sẻ với các bạn, kể cả có là điểm tin, bởi vì chúng ta đều thấy hiện tại cái hướng đi của Apple với những con chip Apple A Bionic như kiểu là A14, A15 Bionic hiện tại đều đang có một cái thể hiện ra là rất ổn so với các đối thủ của nó. Kirin thì hơi đáng tiếc một tí, chúng ta sẽ bỏ qua khỏi cuộc chơi này nha. Dimensity cũng là một đối thủ hứa hẹn, nhưng mà kể cả Dimensity hay là kể cả Snapdragon 8 Gen 1 sản xuất bởi Samsung ấy, thì nó đều thể hiện ra rằng đâu đó cái hiệu năng đỉnh có thể là cạnh tranh, thậm chí là hơn được A15 Bionic, nhưng mà hiệu năng về lâu về dài hay là những cái công nghệ phụ trợ xung quanh của nó vẫn đang còn thua kém Apple. Và gần đây mình có đọc ở trên Phone Arena một cái thông tin mà có lẽ sẽ là tin vui với các Android. Đâu đó mình nghĩ như vậy. TSMC thì sẽ chỉ có thể cung cấp cho Apple những con chip 2 nanomet mới nhất vào khoảng sớm nhất là 2025 thôi. Trong khi đó Samsung đã có thể cung cấp những con chip hiện đại với tiến trình 2 nanomet này rất sớm, trước TSMC khoảng độ đó 1 năm. Và cái thông tin này thì được TSMC xác nhận trong một cái thông cáo báo chí của họ trong sự kiện NATS 2022 vừa mới diễn ra. Và trước khi ra mắt được những con chip 2 nanomet này thì cuối năm nay TSMC sẽ chính thức là cạnh tranh với Samsung bằng việc là họ sẽ ra mắt những con chip 3 nanomet đầu tiên, tức là đâu đó từ 2022 cho tới 2025. Những con chip này sẽ phải có 5 lần tái sử dụng, gọi là 5 lần nâng cấp, nhưng mà chỉ là phiên bản cộng thôi. 3 nanomet cộng. Ôi, đến đẳng cấp của Intel rồi đấy. Thì TSMC mới sẽ có những con chip 2 nanomet mới để cung cấp cho các đối tác như là Apple. Rồi, thì đó là những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn. Thật ra là chỉ đọc cái tin này thì đâu đó chúng ta sẽ chỉ biết là thì iPhone 2025 nó có chip 2 nanomet thì nó xịn thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ hơn một chút về thị trường thì chúng ta sẽ thấy có một số những cái điểm khá là hay. Ví dụ như là theo những thông tin gần đây mình có điểm cho các bạn, những cái tin leak rất là uy tín ấy, thì năm nay 2022, iPhone 14 series sẽ sử dụng tới 2 phiên bản chip, đều là A16 nhá, nhưng mà sẽ có A16Z và A16Z. Đấy, hai cái mẫu điện thoại dòng thường có thể sẽ tên gọi là iPhone 14 và iPhone 14 Max mà chỉ có 2 camera, phiên bản cải tiến của iPhone 13 ấy, thì nó sẽ sử dụng những con chip có thể là tên gọi mới nhưng bản chất của nó vẫn là A15 Bionic mà thôi. A15 hiện tại ở trên iPhone 13, 13 mini nó sẽ kém một nhân GPU so với cả là 13 Pro, 13 Pro Max, thì lên iPhone 14 series những cái dòng thường như vậy nó sẽ được sử dụng con chip A15 xịn của 13 Pro, 13 Pro Max, chứ còn nó không có gì mới đâu. Còn chỉ có iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ được sử dụng những con chip được sản xuất trên tiến trình là 4 nanomet mới của TSMC, mà đâu đó chúng ta sẽ gọi nó là A16 Real. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Bị cái điều này là do hiện tại đấy vẫn là những cái vấn đề cũ, vấn đề đứt gãy ở chuỗi cung ứng này. Ở Trung Quốc thì những cái nhà máy lắp đặt iPhone đang phải đóng cửa lockdown hàng loạt. Ở Đài Loan, nơi là trụ sở của TSMC nơi sản xuất những con chip này, thì cũng gặp vấn đề như vậy, rồi là còn hạn hán, rồi khó khăn, rồi thiếu những cái chất bán dẫn silicon vân vân và vân vân. Thế thì đó, chúng ta sẽ áng chừng ra được một cái roadmap của những con chip của các dòng iPhone. 2022 cuối năm nay sẽ là 4 nanomet và 5 nanomet này. Theo đúng quy trình là khoảng 2 năm một tiến trình, thì 2023 vẫn sẽ là 4 nanomet mà thôi. 2024 thì sẽ là chuyển xuống 3 nanomet, 2025 lặp lại một lần nữa ở 3 nanomet, và tới 2026 chúng ta mới có những con chip 2 nanomet đầu tiên. Trong khi đó, Samsung sẽ cung cấp sớm những cái con chip 2 nanomet này từ năm 2024 rồi nhá. Xong rồi các Android thường sẽ có xu hướng là tiếp cận và sử dụng những cái công nghệ mới này rất là nhanh, đi trước iPhone rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ có một cái khoảng gọi là gap, một cái khoảng cách đâu đó là vào năm 2025, khi mà các hãng Android đã có thể sử dụng những con chip 2 nanomet rồi, thì iPhone vẫn đang dùng chip 4 nanomet mà thôi. Những cái con số 3 nanomet và 2 nanomet này mặc dù cách nhau rất là nhỏ thôi, nhưng mà các bạn thấy đấy, từ 3 xuống 2 nó là khoảng 30% rồi.
thì đâu đó nó sẽ là một cái khoảng cách mà các Android có thể tận dụng để cạnh tranh với Apple. Nhưng mà nói thật, với cái quan điểm của mình thì hiện tại những con chip như thế này chúng ta không còn quá là tập trung vào mặt hiệu năng nữa. Gần như là những tác vụ cơ bản, cho thậm chí là kể cả nâng cao của chúng ta hiện tại trên những cái màn hình lên tới là 2K cộng, thậm chí là 4K cộng, thì những con chip như là A15 Bionic hay là Snapdragon 8 Gen 1 hiện tại đều đủ để cho các bạn trải nghiệm chơi game Facebook, Instagram, vuốt chạm, Gen Z Impact, mọi thứ đều ổn. Vấn đề của nó chỉ nằm ở cái là tối ưu về mặt điện năng và hiệu năng và nhiệt năng nữa, để có thể dùng về lâu về dài thì nó ổn định. Và cái thứ hai là tích hợp những cái công nghệ mới. Thì những cái bài báo ở trên Phone Arena thì mình có đọc, đúng, cái người viết cũng có đồng quan điểm với mình, đó là những con chip này đâu đó chúng ta sẽ quan tâm tới những cái thứ mà nó hỗ trợ ở bên ngoài hơn. Ví dụ như là Samsung sắp ra cảm biến 200 megapixel, đúng không, thì những con chip này sẽ hỗ trợ cái cảm biến này tốt như thế nào để có thể là chụp ảnh full 200 megapixel trong khoảng 0.25 giây, chứ không phải là chờ quá lâu như ngày xưa 108 megapixel trên con Mi Note 10 Pro. Mi Note 10 Pro mình chụp phải xử lý khoảng 4 giây mới xong được một cái ảnh 108 megapixel. Thế thì chụp để làm cái gì? Hay là quay phim 8K, hay là có những cái chế độ quay phim điện ảnh cinematic mode nó ngon hơn, nó soi phông chân thực hơn, có AR, VR, vân vân và vân vân. Rồi ok, thì đó là những cái quan điểm của mình dựa trên một cái thông tin mình mới đọc được gần đây. Đâu đó các Android sẽ có một cái cơ hội để lật ngược thế cờ trong vòng 3 năm tới. Mong là chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một cái sự cạnh tranh gắt gao. Chứ hiện tại mình thấy có một cái gì đó Apple họ làm A15 khá là ngon cho người dùng bình thường các bạn ạ. Chỉ có các hãng Android, chỉ có mấy con gaming phone là có thể làm chip nó ổn nó thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.